dự báo giá sầu riêng ngày 13 tháng 6, sầu thái tăng hay giảm vùng nào cao nhất. Dự báo trong những tháng tới, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng và rau quả có thể tăng mạnh trở lại. Giá sầu riêng thu mua tại vườn có giảm, nhưng do năng suất tốt hơn nên thu nhập của người trồng vẫn đảm bảo tốt. Đặc biệt, tại nhiều địa phương, ngành nông nghiệp đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và nhà vườn tích cực sản xuất có mã số vùng trồng, đảm bảo chất lượng cao, chinh phục được nhiều thị trường lớn hiện đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 33.000 hecta trồng sầu riêng, trong đó diện tích được cấp mã số vùng trồng còn khá khiêm tốn, có nơi chưa tới 5%. Để cải thiện con số này, ngành nông nghiệp các địa phương đang đang triển khai nhiều giải pháp. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh An Giang, tỉnh này tăng cường tập huấn cho bà con nắm, hiểu rõ lợi ích khi vùng trồng đó đã được gắn mã số. Cụ thể là hiểu được những yêu cầu quy định và chúng ta phải ghi chép sổ tay, phải cùng một quy trình quản lý có mã số vùng trồng, tức là hàng của bà con đã được kiểm tra ban đầu, việc thông quan tương đối dễ, nếu không có mã số vùng trồng dứt khoát thị trường không nhận, nó giống như một cái visa, năm 2023, xuất khẩu sầu riêng mang về cho nước ta 2,3 tỷ đô la, con số kỷ lục này sẽ chưa dừng lại đó, nếu nhà vườn và doanh nghiệp làm tốt hơn nữa việc định danh vùng trồng, sản phẩm có nguồn gốc, đảm bảo an toàn và chinh phục được các thị trường khó tính, năm 2024 diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 150.000 hecta, sản lượng dự kiến sẽ đạt 1,5 triệu tấn, lợi nhuận 1 hecta có thời điểm lên tới cả tỷ đồng, hiệu ứng giá cao, tăng xuất khẩu cũng đang tạo nên cơn sốt mở rộng diện tích sầu riêng, cần sớm tái cơ cấu ngành hàng này theo hướng chuỗi giá trị, tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng kênh tiêu thụ để xuất khẩu bền vững hơn. Dự báo giá sầu riêng ngày 12 tháng 6 năm 2024, giá sầu riêng Ri6 và giá sầu riêng Thái tại miền Tây Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Giá sầu riêng đang có chiều hướng tăng nhẹ trở lại vì hiện nay sản lượng sầu riêng tới lứa cần thu hoạch ở khu vực miền Tây còn rất ít. Theo đại diện các vùng chuyên canh sầu riêng, thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, tổng sản lượng của VN vẫn tăng nhờ nhiều vườn bước vào độ tuổi thu hoạch năm nay. Do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt, cây sầu riêng bị sốc nhiệt nên trái non rụng nhiều, năng suất giảm mạnh. Vì vậy giá sầu riêng có thể biến động liên xuống tùy theo ngày. Trước đó giá sầu riêng hôm nay ngày 11 tháng 6 cao nhất ở miền Tây Nam Bộ và thấp nhất ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Giá tại vườn sẽ thấp hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng kg so với giá cập nhật tại vừa tùy theo thương lái mua theo hình thức nào, mua xô hay mua lựa giá theo đó. Giá sầu riêng tại vườn sầu riêng RI6 ở mức 60.000 đến 62.000 đồng mỗi kg, giá sầu riêng Thái ở mức 91.000 đến 93.000 đồng mỗi kg, sầu riêng mua sang kinh giữ mức 98.000 đến 100.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ giá sầu riêng hôm nay quay đầu giảm so với ngày hôm qua. Chủng sầu riêng RI6 đẹp đạt 63.000 đến 65.000 Việt Nam đồng và sầu riêng RI6 xô so đạt 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp ở mức 94.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái xô ở mức 75.000 đến 77.000 đồng mỗi kg tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước. Đối với sầu riêng khu vực miền Đông Nam Bộ giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể giá thu mua tại vựa. RI6 đẹp 63.000 đến 65.000 và sầu riêng RI6 xô có mức giá thương lái thu mua 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng Thái đẹp ở mức 94.000 đến 95.000 đồng mỗi kg, trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 75.000 đến 77.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên giá sầu riêng RI6 đẹp ở mức 61.000 đến 63.000 đồng kg và sầu riêng RI6 xô ở mức giá thương lái mua 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng Thái đẹp có mức 90.000 đến 92.000 Việt Nam đồng đồng mỗi kg sầu riêng Thái Xô ở mức 71.000 đến 72.000 đồng mỗi kg. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.